Hello, xin chào cả nhà. Trên tay mình đây đang là cái ống kính Canon EF 50mm f/1.8 STM. Ở trong cái hộp của nó thì có cái hút này và giấy bọc rất kỹ luôn. Có hóa đơn, các thứ giấy tờ hướng dẫn sử dụng nhìn nhằng cả. Và made in Malaysia các ông ạ. Cái lens 50mm này thì mọi người vẫn cứ trêu là đấy là cái món quà mà Canon dành cho fan của mình. Và thực sự với các bạn là nó cực kỳ rẻ mà chất lượng hoàn thiện cũng rất là cao. Đây là cái lens và đây là cái hút của nó. Cái hút của nó nhìn cũng rất là đẹp, rất là hầm hố. Xem nào. Thứ nhất là cảm giác cầm trên tay nó rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Cảm giác như kiểu là nó làm bằng nhựa hết tất thảy ấy. Nhưng mà không phải nhá. Cái ngàm của nó là bằng sắt nhá. Và nhìn cực kỳ phê luôn. Đó. Cái phi này là phi bao nhiêu ta? 49. Phi 49 rất là phổ thông. Mình cũng đang có mấy cái kính lọc phi 49. Thì đây là cái mặt trước của nó. Cái ống kính 50 này nó không có trúng zoom và khi lấy nét thì cái đầu này nó thụt thò ra. Đấy, và lấy nét cũng khá là êm, khá nhanh. Mình luôn luôn lắp thường trực cái lens này ở trên con 1D Mark 3. Thi thoảng mới tháo ra. Và như các bạn thấy đây, thì khi lắp ở trên con 1D Mark 3 thì cảm giác nó rất là buồn cười. Nó rất là ngắn đoàn như này. Khi mà mình tháo cái hút ra thì nhìn nó cụt ngủn luôn. Rất là ngắn, rất là nhỏ gọn. Và mỗi lần mình cầm đến cái máy này với cái ống kính 50 này ấy, thì mình lại nhớ đến cái câu đấy là cao to thì lò xo thụt. Nhìn buồn cười lắm. Cầm hơi điêu. Ok, nói qua một chút về cái ống kính 50mm này của Canon. Thì ống kính này là một trong những cái ống kính rẻ nhất, ống kính prime rẻ nhất trong tất cả các ống kính của Canon. Và ngoài ra thì nó lại rẻ nhất so với lại các cái đối thủ. Ví dụ như ống kính 50mm f/1.8 của Sony thì nó lên những 5,5 triệu. Của Nikon thì cũng đắt. Còn riêng của cái ông Canon này thì chỉ có 2,4 triệu. Và nếu như mà các bạn tiết kiệm, các bạn mua cũ thì nó rơi vào 1,8 triệu đến 1,6 triệu rất nhiều. Cực kỳ nhiều luôn. Thì cái ống kính 50 này nó được coi là có cái góc nhìn gần với lại mắt người nhất. Tuy nhiên thì rất nhiều chuyên gia có nói rằng là góc nhìn 45 thì mới gần với mắt người nhất, để mắt người nhìn khá rộng. Tiếp theo nữa là nó rất rẻ. Vì sao? Bởi vì cái tiêu cự 50 ấy, nó rất dễ chế tạo. Cho nên tất cả các hãng ống kính 50 đều là ống kính rẻ nhất. Ống kính 50 thì là 5,5 triệu. Nhưng mà ống kính 35 ấy, thì giá nó lại khác nhá. Ống kính, ví dụ như ống kính 35 nó là 7,5 triệu cơ. Hoặc là ống kính 85 GM của nó thì đắt lắm. Thì cái ống kính 50 này của Canon á, nó không phù hợp để quay video. Bọn mình đã quay video rồi và nó zoom không thể chịu được. Bởi vì nó không có trúng zoom. Nó chỉ để dành cho chụp chân dung. Chụp ảnh thì chúng ta có thể để tốc độ 1/125 thì chả bao giờ zoom cả. Đấy, thế nên chống dung nó là vô nghĩa. Nếu mà chụp ảnh ở cái tốc độ đó và chụp ảnh chân dung ấy, thì không cần chống dung. Thực sự với các bạn. Và nó sẽ cắt giảm những cái phần đó đi để cho cái ống kính nó rẻ nhất. Thì ống kính Canon rất là rẻ, công nhận rất rẻ. Nếu như mà các bạn đang chơi Canon ấy, thì xin chúc mừng các bạn. Chứ mình chơi Sony thì giá nó đắt lắm. Thì cái ống này ấy, nó rẻ nên là rẻ thì nó có cái chất của rẻ thôi. Mình chụp ảnh ấy thì mình thấy bokeh của nó méo,
méo từ rìa méo vào và chỉ có một chút ở giữa, ở tâm của cái ống kính là bokeh tròn nét. Còn ngoài ra ấy, thì ở xung quanh ở giữa thì tất cả bokeh đều méo, rất là méo. Và nhờ cái ống kính 50 này mình cũng chụp được rất nhiều các cái bức ảnh đẹp, tuy nhiên là mình không giữ lại được nhiều nữa. Các cái bức ảnh đẹp thì khi up lên Facebook hoặc là Instagram, rồi là các mạng xã hội ấy, thì nó đều convert nhỏ lại, cho nên là nếu như mà cho các bạn xem thì nó sẽ bị vỡ vỡ. Thì tiếp theo nữa, mình nói đến một chút nữa về cái ống kính 50 này, đấy là nó có 7 lá khẩu, cho nên là khi khép khẩu vào để chụp tia sáng ấy, thì nó tạo ra cái hiệu ứng ánh sao rất là đẹp. Và cũng bởi vì nó rẻ cho nên là cái viền tím thì không thể nào mà tránh khỏi được. Mình chụp rồi, nó tím ngát luôn đấy. Mà nhất là khi quay phim. Khi quay phim mình có quay ở ngoài đại lộ thì tất cả những cái xe máy đi ngược chiều ấy, đèn là nó cứ tím tím ngát hết lên. Cho nên là cái ống kính 50 này, ống kính giá rẻ này chỉ phù hợp để chụp chân dung, và các bạn cố gắng là né các cái điểm sáng mạnh. Nó sẽ tạo ra cái viền tím trông rất là ngứa mắt. Ống kính 50 là một trong những cái ống kính dành cho người mới bắt đầu, và nó phù hợp cho chụp chân dung. Các bạn nhớ nhé, chụp chân dung, không phù hợp cho quay phim. Quay phim nó phải có chống rung. Và ngoài cái ống kit ra thì cái ống 50 này cũng là một trong những ống phổ thông nhất mà được nhiều người mới chơi chọn mua. Mình cũng thế. Trước mình mới chơi là mình cũng mua luôn cái ống 50 này về để tập chụp chân dung ấy. Còn khi mà chụp pro rồi ấy, thì chúng ta có rất nhiều các cái lựa chọn mênh mông khác ở bên trên thì mình sẽ nói sau. Còn cái ống 50 này ấy, nếu mà các bạn mới chơi thì các bạn nên sở hữu một cái để tập chụp chân dung. Rồi là thi thoảng chụp phong cảnh cũng được, cái góc của nó không quá hẹp đâu. Các bạn vẫn có thể chụp phong cảnh được. Và khẩu của nó rất lớn, khẩu F1.8 thì các bạn thoải mái chụp trong cái điều kiện thiếu sáng, và khi mở hết khẩu lên thì bokeh của nó cũng tròn, cũng 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 tròn hình bầu dục. Ok, chúc các bạn thành công, nhớ subscribe nha.